làm mẹ của Su Hô. Dạ. Tôi sẽ tham gia phỏng vấn. Hắn đủ dũng cảm để tới lấy đồ ở sở cảnh sát Mu-Chin, chắc chắn là người trong nội bộ. À, nó có thể lưu lại dấu vân tay mà. Trời ơi, đã nói sắp xếp gọn gàng mà vẫn mặt hả, Trương Ba Trâm? Alo bác, con có vài chuyện muốn hỏi. Bác đang ở đâu vậy? Tôi có chút chuyện ra ngoài. Chuyện Hồng Chu là một người rất bệnh hoạn, bác nên từ chối phỏng vấn đi.